Hatta Smart Shop giới thiệu đến các bạn bộ hộp đựng thức ăn 17 món giúp bảo quản đồ ăn một cách tốt nhất để có những bữa cơm ngon gia đình. Một trong những điều quan trọng chính là nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng tốt. Dù là trước hay sau khi chế biến, các bà nội trợ đều phải lưu ý đến việc cất giữ và bảo quản thực phẩm thật tốt. Bộ 17 hộp đựng thức ăn của thương hiệu Yche Thụy Điển sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm, những bữa ăn cũng như sức khỏe của gia đình mình. Bộ hộp nhựa đựng thức ăn 17 món tiện dụng, sản phẩm của chính hãng gia dụng Yche Thụy Điển, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến Thụy Điển đạt tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu nhựa cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế, an toàn cho sức khỏe, rất an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng. Bộ hộp nhựa đựng thức ăn 17 món với nhiều kích cỡ hộp khác nhau giúp bạn thoải mái đựng các loại thực phẩm sống, chín, đồ khô với kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế xinh xắn, dễ dàng vệ sinh sau khi dùng, giúp không gian tủ lạnh thêm gọn gàng, ngăn nắp, phù hợp để bạn đựng đồ ăn cho những chuyến đi chơi, dã ngoại. Bộ sản phẩm bao gồm 2 hộp 14x14x16cm, 2 hộp 12x12x14cm, 2 hộp 23x16x8cm, 2 hộp 14x14x6cm, 2 hộp 12x12x4cm, 3 hộp 12x8x4cm, 4 hộp 9x9x4cm. Chất liệu: nhựa BP an toàn thực phẩm. Màu sắc hộp: nhựa trắng trong suốt với nắp nhiều màu. Sản phẩm dùng được trong lò vi sóng. Trọng lượng: 850g. Sử dụng và bảo quản hộp: nên rửa qua một lớp nước ấm trong lần sử dụng đầu tiên. Chỉ dùng sản phẩm để hâm nóng, không được đun nấu trực tiếp trên lửa. Lưu ý khi sử dụng hộp: mở nắp chiếc hộp khi sử dụng trong lò vi sóng, không để chiếc hộp rỗng vào lò, không nên hâm nóng trong lò vi sóng lâu quá 3 phút, không để hộp gần lửa, không sử dụng trong lò nướng. Tránh hâm đồ ăn trong hộp có nhiều dầu mỡ hay đường, độ sôi của các chất dầu mỡ này lên đến hơn 200 độ C sẽ làm hộp bị biến dạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like và đăng ký để nhận thêm nhiều video hơn nữa. Mọi liên hệ xin vui lòng để lại comment bên dưới hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline hay truy cập website theo đường link trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem.